Xin chào tất cả quý anh chị. Thì anh chị nào mà hay xem theo dõi kênh YouTube của em thì chắc còn không có lạ gì với cái những cái lô đất này nữa rồi. Anh chị có thể nhìn thấy bộ hàng rào trắng đặc trưng của những cái video mà em hay quay đất dự án ở trong này thì khá là nhiều. Thì hôm nay em an dẫn tất cả quý anh chị đi xem một lô đất diện tích gần 400m2 anh chị. Lô này là lô mặt tiền, hai mặt tiền, lô góc anh chị. Chủ nhà đang cần bán để thu hồi vốn. Không để quý anh chị chờ lâu nữa, thì em An sẽ dẫn quý anh chị đi xem lô đất này nhé. Anh chị mà hay xem video của em thì cũng biết là em An hay đi quay ở khu vực này anh chị. Bên trên kia còn một lô 723m với giá là 1.890.000.000 anh chị, có thương lượng. Thì ở đây có 7 lô thì người ta bán cũng hết rồi, bán hết sạch rồi anh chị. Đa số là các anh chị muốn thật sự là muốn nghỉ dưỡng anh chị. Họ mua, họ để họ xây nhà chứ họ không có phải là họ đầu tư. Thì họ mua để họ ở, thì họ đã mua hết anh chị. Sài Gòn, Vũng Tàu mua hết rồi. Thì hôm qua hôm kia gì đó bên công ty của em mới công chứng một lô ở trên cùng nhà anh chị. Họ mua với giá là 1 tỷ, hơn 1 tỷ 1.3 sao ạ. Đó, thì xung quanh khu vực này thì dân cư hiện hữu hết rồi nha anh chị nha. Anh chị có thể nhìn thấy này, đa số là tất cả đều là nghỉ dưỡng hết. Cái nhà đầu tiên này là của cô chú Vũng Tàu, lên cái nhà thứ hai kia là của cô chú Việt Kiều Mỹ, lên cái nhà trên cùng là một của một chị ở Sài Gòn nha anh chị, mua để nghỉ dưỡng hết. Đó, thì những cái lô đất mà trống trống còn lại ở gần mấy cái nhà đó cũng giao dịch bán hết rồi. Thì đa số là các cô chú và anh chị ở trên Sài Gòn và Đà Lạt nha anh chị, họ mua để họ nghỉ dưỡng. Ở giữa đấy thì ở giữa hai cái nhà đó có hai lô đất của chị giáo viên, giảng viên của trường Đại học Đà Lạt anh chị, mua về để nghỉ dưỡng. Đó, xung quanh đây anh chị có thể nhìn thấy này, khung viện, khung cảnh rất là đẹp, rừng thông bao quanh. Đây, cái lô đất mà em muốn giới thiệu với anh chị đây, nó là đây. Nhưng mà để em xin phép mà quay một đoạn bên ngoài giới thiệu cho anh chị xem nha. Thì cái mặt tiền này này anh chị, nó là 3,5 m, nhưng mà bên dự án thì người ta đã đổ thêm lấn vô trong cái phần mà hành lang đường bộ đó, họ đã đổ vô tầm khoảng 2 m, làm mương với làm cống là tầm khoảng 3 m nữa rồi. Đó, cái phần lộ giới của cái lô đất này là nó chỉ trừ phần hành lang an toàn đường bộ thôi nha anh chị, là chỉ có 4 m thôi, chứ không phải là phần lộ giới 10 mấy m như những lô đất khác. Thì cái chỗ này nó chỉ trừ 4 m từ tim đường vô 4 m thôi này anh chị này, từ tim đường vô 4 m, từ khúc này này, đây từ khúc này vô 4 m, thì họ đã làm hết rồi. Là bây giờ toàn bộ cái diện tích đất này này, toàn bộ cái diện tích đất này mình có thể sử dụng hết nha anh chị nha. Đó, thực chất thì lô đất này nó rơi vào 382m2 anh chị. Cái lô đất này 382m2, có sẵn 83m thổ cư. Nhưng mà cái lộ giới, cái hành lang an toàn đường bộ á, thì nó đã hết mất hơn 100m rồi. Thì chủ dự án người ta đã không cho sử dụng, đã đổ luôn cả cái đường vô đây rồi này. Anh chị có thể nhìn thấy họ đổ đường vô rồi. Nên là diện tích mà mình sử dụng được đây là diện tích thực nha. Đó, đây, những cái chỗ này thì nó cũng thuộc phần đất này thôi, nhưng mà sau này thì mình mở càng rộng đường ra thì mình di chuyển đất càng tốt hơn thôi. Đây, cái mặt tiền thứ hai anh chị. Cái mặt tiền thứ hai này thì nó nhỏ hơn cái mặt tiền chính anh chị nha. Cái mặt tiền này thì đi lên cái khu biệt thự trên này. Đó, thì cái mặt tiền này mương thoát nước đồ các kiểu đã làm xong hết rồi này anh chị này. Đó, ở đây thì có điện nhà nước câu vào rồi, thì người ta làm dự án thì người ta có làm mấy cái đèn năng lượng mặt trời nó sáng thôi anh chị. Đó, đây, cái đất thì đến đây. Đó, đây anh chị có thể nhìn thấy này, góc thì trên đất có một cái cây to rất là đẹp. Thì cái này người ta xây đá ở dưới xong xây gạch lên trên xong hàng rào vô cùng chắc chắn anh chị. Đây là bờ mương này anh chị, bờ mương có thể nhìn mương nước này, mương để thoát nước ra này. Đó, anh chị có thể nhìn thấy rất là cứng cáp. Đây, rất là cứng cáp nha anh chị nha. Đó, để em vô trong đất để em quay cái đất cho anh chị xem nha. Đây anh chị có thể nhìn thấy tất cả những lô đất đây đều làm hàng rào trắng hết rồi nha anh chị nha. Rất là cứng cáp, lô nào cũng như lô nào. Thì anh chị này rất là cứng này.
lô này thì nó có một cái hệ thống mương này anh chị này, đi xuống thì bây giờ cái chỗ này nó hơi bị, anh chị có thể nhìn thấy nó rất là khó chịu, thì bây giờ mình khắc phục nó bằng cách là lót đan thôi, chỉ có cách là lót đan để cho nó, để mình đi được ô tô đồ các kiểu vô thôi. Và đặc biệt ở cái lô đất 382m² này thì chủ dự án có là một cái cổng trắng này anh chị, cái cổng trắng rất là đẹp, rất là cứng cáp. Thì chi phí tiền công cán đồ các kiểu để thi công cái cổng này nó phải rơi vào đâu đó tầm 30 triệu anh chị. Thì mua lô đất là lời được cái cổng rồi đấy anh chị. Mua lô đất là lời được cái cổng rồi. Thì đây, từ cái mặt này đi xuống thì nó phải rơi vào đâu đó tầm khoảng 25m anh chị, 25m mặt tiền chính và tầm khoảng 30m mặt tiền phụ nữa, lô góc mà. Đó, anh chị có thể nhìn thấy. Đây, cái chỗ này thì nó hơi bị sình sình một xíu, thì nó hơi bị nước đọng do quá trình xây dựng xong thì người ta không có lấp lại. Đây, cái này về xử lý này anh chị này, không thấm hỏng hết. Thì bây giờ anh chị nào mua thì bên chủ dự án sẽ buộc phải san lấp lại cho mình thôi. Khu này full thổ cư nha anh chị nha. Mình lô đất này có sẵn 83m thổ cư rồi thì anh chị có thể lên thêm. Từ đây mà ra đến trục chính đường nhựa 725 thì đâu đó tầm khoảng 2,5 cây. Ra đến thác voi đồ thị trấn, ủy ban thị trấn thì tầm khoảng 2 cây, 2 cây rưỡi. Thì nói chung mọi tiện ích trong vòng bán kính tầm khoảng 2 cây. Đó, khu vực này anh chị có thể nhìn thấy. Ở trong này thì cực kỳ là yên tĩnh và cực kỳ là an ninh anh chị. Trên này thì có hệ thống camera, còn ở dưới này thì chưa lắp. Anh chị có thể nhìn thấy cổng rất là đẹp anh chị. Cổng này làm chi phí khá là cao. Nói chung là xung quanh đất là đã rào hết hàng rào trắng rồi anh chị nha. Hết hàng rào trắng hết rồi. Đó. Hiện tại thì chủ đang rất là cần tiền anh chị, nên là đang rao bán lô đất này với giá là 1 tỷ 250 triệu cho diện tích là 383m², sẵn 83m² thổ cư nha anh chị. Anh chị nào mà có mà nhu cầu mà về đây mua đất nghỉ dưỡng mà thanh toán sớm thì để em làm việc với lại chủ nhà. Khi mà thanh toán sớm thì mình sẽ có cái chế độ ưu đãi cao hơn anh chị, giống như kiểu những cái lô trên đây này, họ mua phát thổ công chứng luôn, đâu đó tầm khoảng 1 tỷ 200 mấy chục mét vuông ở trên này, 1 tỷ 250, 1 tỷ 180. Thì nói chung thì lô này cũng không nằm ngoại lệ. Thì lô này anh chị lên anh chị cứ thanh toán nhanh thì mình được cái giá ưu đãi cao hơn thôi anh chị. Và để quý anh chị mà có thể nhìn thấy toàn bộ cái khung cảnh ở bên dưới thì em An xin phép quay một đoạn flycam nha anh chị, quay toàn bộ cái khu vực này luôn cho anh chị xem. Cảm ơn tất cả quý anh chị đã quan tâm đến cái video của em An. Anh chị mà cứ yêu thích kênh của em thì cho em xin một like và một sub nha anh chị. Ngoài ra thì anh chị nào có nhu cầu mà muốn ký gửi sản phẩm đất đai ở cái khu vực mà Lâm Hà, đặc biệt là vùng Lâm Đồng, đặc biệt là Lâm Hà, thì anh chị có thể liên hệ với em qua số điện thoại em để ở dưới. Một lần nữa thì cảm ơn tất cả quý anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý anh chị ở những video lần sau.